Vâng, thưa quý vị và các bạn, một cầu thủ hiện nay đang được sự quan tâm rất lớn đến từ truyền thông của Nhật Bản. Một thần đồng trẻ nhất của đội tuyển U17 Việt Nam khiến cho truyền thông của Nhật dậy sóng và huấn luyện trưởng của U17 Nhật Bản tiếp tục mong muốn có được một hợp đồng. Kính thưa quý vị, Nguyễn Lê Phát là một trong những cầu thủ được kỳ vọng và có thể trở thành một ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam ở trong tương lai. Tiền đạo có biệt danh đó là Mbappe Việt Nam đang mang trong mình một câu chuyện vô cùng đặc biệt. Và vừa qua sau những màn trình diễn vô cùng chói sáng thì ba cầu thủ của U17 Việt Nam, trong đó có Nguyễn Lê Phát, được đề nghị tiếp tục hợp đồng đào tạo trong chương trình hợp tác giữa hai nước Nhật và Việt Nam. Và Nguyễn Lê Phát cũng là một trong những cầu thủ cùng hai đồng đội của mình khi đó là Phùng Quang Tú và Đào Quang Anh thuộc trung tâm đào tạo PVF đã được trao cơ hội sang châu Âu tham dự chương trình tập huấn kéo dài tới tận 3 tháng tại câu lạc bộ Dijon của Bỉ. Và tại đây thì ba cầu thủ mới chỉ có 15 tuổi của Việt Nam thôi đã có lần đầu tiên được trải nghiệm lò đào tạo trẻ của Real Madrid, và với sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ các huấn luyện viên và những cầu thủ tại đội bóng của Bỉ, và đang tạo ra một thế hệ cầu thủ vô cùng tài năng cho lứa cầu thủ U17 Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam của chúng ta nói chung. Và chúng tôi muốn nói một chút về câu chuyện liên quan đến cầu thủ, đó là Nguyễn Lê Phát, một cái tên vô cùng đặc biệt cho đội tuyển U17 Việt Nam ở trong thời điểm hiện nay. Bởi tại vòng loại U17 châu Á 2023 thì Nguyễn Lê Phát là một trong những cái tên chơi nổi bật nhất bên phía đội tuyển U17 Việt Nam. Cầu thủ này trở nên đặc biệt khi mà đã có một cú đúp cho đội tuyển U17 Việt Nam trong trận đấu ra quân gặp U17 Đài Bắc Trung Hoa. Khi đó thì đội tuyển U17 Việt Nam đã có một chiến thắng cách biệt với tỷ số đó là 4-0 trong trận đấu ra quân trước đối thủ đó là U17 Đài Bắc Trung Hoa. Và Nguyễn Lê Phát là một trong những cầu thủ nổi bật nhất ở trong trận đấu đó với một cú đúp bàn thắng. Và sau trận đấu này thì cầu thủ này cũng nhận được rất nhiều những lời khen ngợi từ huấn luyện viên và các cổ động viên bóng đá Việt Nam. Cụ thể trước đó thì cựu cầu thủ Trịnh Quốc Hưng cũng từng ví von tiền đạo trẻ của câu lạc bộ PVF giống như một siêu sao ở trên đội tuyển Pháp, Kylian Mbappe vậy. Và cầu thủ quê Đắk Nông đã ra sân cả 3 trận đấu, góp công vào 3 bàn thắng khi mà có 2 bàn và 1 kiến tạo. Bên cạnh đó thì Phát còn gây ấn tượng bằng khả năng di chuyển, khả năng đi bóng vô cùng tốc độ, kỹ thuật, và nhiều fan khiến cho hàng thủ của đối phương vô cùng chao đảo. Và có rất nhiều chuyên gia và các huấn luyện viên ở lò đào tạo PVF còn nói rằng Nguyễn Lê Phát là thần đồng của lò đào tạo này. Mà chúng ta cũng đã biết rồi, nói về lò đào tạo PVF thì đây là một trong những lò đào tạo thực sự là tuyệt vời nhất của bóng đá Việt Nam. Và những ai đến đây một lần thì chắc chắn cũng có thể hiểu được là sự chuyên nghiệp của lò đào tạo này sẽ là như thế nào. Và cái sự tuyển chọn của những cầu thủ được vào đây thực sự vô cùng nghiêm ngặt. Có tới khoảng hơn 1.000 người để vào lựa chọn, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ lựa chọn khoảng có hơn 10 người đến 20 cầu thủ thôi. Vì vậy mà có thể nói rằng Nguyễn Lê Phát được biệt danh là Mbappe của Việt Nam, và thậm chí các chuyên gia với các huấn luyện viên của lò đào tạo còn nói rằng đây là một trong những cầu thủ hiếm hoi của bóng đá Việt Nam và là thần đồng của lò PVF thì mới thấy được cầu thủ này giỏi đến mức độ như thế nào. Thế nhưng đáng nói nhất là Lê Phát lại là cầu thủ trẻ nhất đội khi mà chỉ sinh năm 2007. Thế nhưng đã chơi vô cùng chững chạc bên cạnh các đàn anh trước các đối thủ lứa trên của mình. Và Phát nổi lên từ giải U15 quốc gia 2022 khi mà trở thành nhân tố chính đưa cho đội tuyển U15 PVF vào chung kết, khi đó thì thua câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Sau đó thì Lê Phát tiếp tục sắm vai trụ cột trong đội hình của U17 PVF lên ngôi vô địch ở giải U17 quốc gia 2022. Và chính màn trình diễn ấn tượng trong màu áo của U15 và U17 PVF thì đã giúp cho Phát đã thuyết phục được huấn luyện trưởng khi đó là ông Nguyễn Quốc Tuấn trao cơ hội ở đội tuyển U17 Việt Nam. Và sau đó thì không phụ lòng ông thầy của mình thì Nguyễn Lê Phát đã khiến cho giới chuyên môn đã phải chú ý đến anh rất nhiều, bởi một chàng trai có một nước da ngăm đen, một dáng người rong ròng với một khả năng chơi bóng cực kỳ thông minh và vô cùng hiệu quả. Huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông, người trực tiếp dìu dắt Nguyễn Lê Phát ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF có cho hay ông không hề bất ngờ khi mà chứng kiến cậu học trò của mình chơi tốt khi mà lên tuyển. Và ông ấy có nói như thế này: bạn ấy có một thái độ rất tốt, cầu thị và khát khao trong tập luyện lẫn thi đấu. Ngoài ra thì Phát cũng có khả năng thích nghi tuyệt vời với những thay đổi về mặt chiến thuật, vận hành lối chơi và các môi trường khác nhau. Vì huấn luyện trưởng của U15 và U17 PVF cũng đánh giá rằng ngoài tốc độ và sự khéo léo, điểm nổi bật nhất của Phát đó chính là tinh thần dám chơi và tự tin dù trước bất cứ một đối thủ nào. Còn về điểm hạn chế thì ông có cho biết là Phát hiện nay còn rất trẻ, kinh nghiệm thi đấu chưa nhiều,
cho nên sẽ cần tích lũy nhiều trong các giải đấu để có thể trở thành hơn. Và đánh giá thêm về cậu trò quê Đắk Nông của mình thì huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông có chia sẻ, ông ấy lấy Phát làm gương dành cho những cầu thủ trẻ khác để cho họ có thể noi theo. Và ông ấy có nói như thế này: Phát rất lễ phép với các thầy cô, hòa đồng, giúp đỡ đồng đội. Trong các buổi tập thì Phát luôn đến sớm về muộn để hỗ trợ các thầy chuẩn bị thu dọn dụng cụ tập luyện. Và đây là điều không phải bạn nào cũng có ý thức để có thể thực hiện được. Và gia đình của Phát cũng rất nghèo. Và cô Linh, người mẹ của Nguyễn Đức Phát thì đã từng có chia sẻ như thế này: kinh tế gia đình tôi chỉ đủ ăn thôi. Mỗi lần đi như vậy lên cổ vũ cho con thì cũng đều phải vay mượn một chút thì mới đủ tiền tàu xe ăn ở được. Tuy nhiên tôi luôn cố gắng để có mặt để tiếp thêm động lực cho con của mình. Và chứng kiến con có một ngày tiến bộ như ngày hôm nay thì người làm mẹ như tôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và có lẽ rằng cũng ý thức được những sự hy sinh và tình cảm của mẹ, cho nên là Nguyễn Lê Phát cũng luôn luôn cố gắng để mẹ có thể tự hào về mình. Và một cán bộ tại PVF có cho biết là ở trung tâm thì Phát rất là ngoan, sinh hoạt rất nề nếp. Và PVF hàng tháng cũng đều có tiền sinh hoạt phí cho học viên, thì nhưng Phát chưa bao giờ tiêu một xu vào số tiền đó cả. Em đều đưa số tài khoản của ngân hàng của mẹ và nhờ các anh chị kế toán chuyển thẳng cho mẹ thôi. Tiền sinh hoạt không nhiều, các bạn khác tiêu loáng một cái là hết, thế nhưng Phát chưa bao giờ động đến số tiền này. Thế nên bạn bè vẫn trêu Phát là không biết thích tiêu tiền. Có lần thì bạn ấy ngủ quên dẫn đến việc đi học muộn và bị trừ tiền chia sinh hoạt phí. Tháng đấy thấy tiền gửi cho mẹ bị hụt đi, bạn ấy cứ tiếc ngẩn ngơ. Từ đó thì Phát không bao giờ đi học muộn nữa. Đó là những gì mà vị cán bộ của PVF có chia sẻ về Nguyễn Lê Phát. Và tại PVF, học viên không được sử dụng điện thoại thì có quy định là được phép gọi điện với gia đình vào cuối tuần. Nhiều bạn chẳng để ý tới việc này đâu, còn Phát thì không bỏ lỡ bất cứ một lần nào để liên lạc cho mẹ của mình. Và như thông tin chúng tôi có chia sẻ, Nguyễn Lê Phát cùng với hai đồng đội của mình đó là Phùng Quang Tú và Đào Quang Anh thuộc trung tâm của PVF đã được trao điều kiện sang châu Âu chơi bóng. Và đây thực sự là quãng thời gian vô cùng tuyệt vời dành cho những cầu thủ trẻ, đặc biệt là lò đào tạo PVF. Và nhìn lại hành trình kéo dài 3 tháng ở Bỉ cùng các đồng đội của mình ở Việt Nam thì Nguyễn Lê Phát đã bồi hồi nhớ lại trong những ngày tháng kỷ niệm đáng nhớ ở khởi đầu sự nghiệp bóng đá bản thân. Thì thực sự là tôi đã may mắn và đã có những may mắn đã mỉm cười với tôi. Không phải bất cứ một cầu thủ nào cũng có được cơ hội sang châu Âu để học hỏi, để rèn giũa kỹ năng đá bóng đâu. Và chúng tôi xem đấy là một trải nghiệm quý giá nhất trong cuộc đời của mình. Và Nguyễn Lê Phát có tâm sự như thế này: khi biết tin mình được trao cơ hội thì tôi rất háo hức, cũng vì chưa bao giờ trong cuộc đời của tôi lại có được dịp sang châu Âu. Hơn nữa thì đó là tập luyện tại một câu lạc bộ chuyên nghiệp. Mẹ của tôi thì cũng vui lắm và mẹ có nói với tôi rằng: cố lên con, học hỏi thêm, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân của mình. Thực sự thì tôi khó thể diễn tả được niềm hạnh phúc của mình khi mà nhận tin đấy. Và hiện nay thì Nguyễn Lê Phát là một trong 32 cái tên thuộc đội tuyển U17 Việt Nam được huấn luyện viên Hoàng Tuấn mang tới Nhật Bản để tập huấn nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U17 châu Á 2023 diễn ra tại Thái Lan vào tháng tới. Và chàng trai quê Đắk Nông thậm chí là một cầu thủ trẻ nhất ở trong đội. Và với Nguyễn Lê Phát, một cầu thủ trẻ tài năng thế nhưng có một tình yêu rất lớn đối với gia đình, đối với sự nghiệp, và thực sự là một cầu thủ mặc dù còn trẻ thì có sự chuyên nghiệp và vô cùng kỷ luật, thì tôi tin rằng là cậu ấy sẽ có một tương lai tươi sáng hơn nữa. Và đặc biệt bóng đá Việt Nam của chúng ta sẽ có được một cầu thủ tài năng và hứa hẹn sẽ mang cho bóng đá Việt Nam chúng ta sẽ có những bước tiến lớn hơn nữa ở trong tương lai. Còn quý vị và các bạn nhận xét như thế nào về những cái thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại cho Tuổi Bóng Đá một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tuổi Bóng Đá nhé. Tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.